Chào các bạn đã đến kênh Cô Ba Miệt Vườn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm chuối khô. Thì ở đây mình có một số chuối hôm trước mình mua dự định để làm bánh tét chuối, nhưng mà nó không có chín trong lúc Tết đến. Và bây giờ nó quá chín rồi mà mình không có thời gian để làm thêm bánh tét chuối nữa, nên hôm nay mình sẽ làm chuối khô. Thì ngày hôm qua mình đã có làm rồi, vài trái ăn thấy rất là ngon, nên bữa nay sẽ làm hết phần này. Thì để làm chuối khô này giống như Việt Nam mình thì rất dễ, mình chỉ cần lột vỏ chuối ra rồi mình ép và phơi. Nhưng mà ở đây mình xin chia sẻ cách mình phơi. Mình sấy bằng cái máy sấy, hãy bắt tay vào làm nha. Bây giờ mình sẽ lột cái chuối. Dễ thôi. Nó chín quá chừng chín luôn. Thì để ép mình dùng một cái bao lip gloss như thế này. Mình đã cắt nó ra. Đây mình sẽ bỏ. Vì mình làm ở nhà ăn nên mình đã rửa tay sạch sẽ nên mình không có mang găng tay. Cứ bóc bóc nó đó, rồi mình cứ ép xuống. Cái độ dày mỏng này không nhất thiết phải là bao nhiêu. Nếu mà mình ép mỏng khi nó khô lại ăn cũng không có thích mấy, thành ra mình ép vừa vừa. Thì tỷ độ dài mỏng là do các bạn thôi. Đây mình ép được như thế này. Rất là dễ và rất là nhanh. Cảm thấy vậy mình có thể ép mỏng hơn xíu nữa, cái đó thấy hơi dày đó, cái chuối nó sẽ bự hơn. Đây vậy, chuối mình đã lột hết sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần ép thôi. Thì hồi nãy giờ mình cũng đã ép được. Đây đây là cái tray. Thì cái dehydrate máy này nó có 6 cái tray đó. Này. Ngon không? Chuối rất là ngọt. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ép những cái này. Bây giờ mình bỏ 2 trái. Mình ép cho nó nhanh. Ép một lần nhưng nó chưa có mỏng. Nó còn dày lắm. Thì nó, ai thích ăn dày thì bạn thích ăn dày thì bạn để cho nó dày. Đó. Mình muốn nó mỏng mình làm nhanh nữa. Có nhiều người nói cái máy này nó tốn điện lắm, nhưng mà giờ ở xứ mình nó không có nắng, trời nó lạnh như vậy. Mình muốn ăn thì làm sao? Giờ mình cứ để lên ha. Để cho các bạn coi. Ok, bây giờ mình sẽ đi thâu cái máy sấy trái cây khô. Đây là cái máy sấy trái cây của mình. Thì bữa nay mình sẽ dùng để sấy chuối. Hiệu của nó là Resto, không biết các bạn có thấy không. Thì ở đây nó có 6 ngăn tất cả. Đây
Dehydrate, ngược chữ. Có thêm những cái ngăn nhỏ, nó có 6 ngăn. Những cái này để mình sấy mấy cái rau thơm rồi đó, lá cây ra lá lá rau rau thơm thì những cái này đó, hoặc mình muốn làm giống như kẹo, mình có làm qua kẹo hồng, mình tán nhuyễn hồng ra, hồng chín đó, rồi mình bỏ lên đây hoặc là bỏ lên cái dĩa này. Thì đây mình có hai cái luôn, hai cái thì nó có 6 ngăn mà mình làm có 3 ngăn. Mỗi ngăn nó như thế này đó. Đó, để chồng lên nhau. Đây mình có làm được, mình đã ép xong 4 ngăn chuối đó, cho các bạn xem chuối của mình. Thì bây giờ mình sấy nha. Bây giờ mình sẽ bưng chuẩn bị đi sấy cái này ha. Thì mình sẽ để chế độ 95 độ ép. Và mình sẽ trước hết mình sẽ cho nó sấy 8 tiếng. Rồi mình sẽ thử coi. Còn nếu nó chưa có được khô á, thì mình sẽ tăng thêm cái thời gian. Thì mỗi lần mình sẽ tăng thêm 2 tiếng nữa. Như vậy mình sẽ đi sấy nhé. Đây là cái hiệu của cái máy sấy trái cây khô của mình. Thì mình thường dùng cái máy này, mình có thể sấy khô cá hồi hoặc là làm beef jerky, mình đã làm qua rồi. Và mình cũng đã từng sấy các loại trái khô ăn không hết ở nhà như trái hồng, hoặc là mình đã thử khóm và trái táo apple rất là ngon. Thì hôm nay mình sấy chuối thì nhiệt độ mình bỏ ở đây là 95 độ ép và 8 tiếng, thì đó là nhiệt độ mình muốn. Và như mình đã nói trước là mình sẽ thử 8 tiếng trước, nếu nó chưa khô thì mình sẽ làm tiếp tục cùng với nhiệt độ này, và mỗi lần mình sẽ làm 2 tiếng để cho nó khô thì mình sẽ ngừng. Thì đây bây giờ mình sẽ bấm nút nha.